Ok, xin chào anh em xem được không? Tuấn sẽ tặng anh em cái clip này. Xin chào cả nhà nhá, anh em vô xem nhiều, tặng cái này luôn cho anh em biết cách xử lý. Ok. Rồi, xin chào tất cả anh em, xin chào tất cả toàn thể mọi người. Rồi, Tuấn bật lát lên vô xem nhiều tình trạng con xe này. Nếu sau này anh em gặp lại cái ban này hơi bị khó đấy. Anh em vô hết đi nha. Thì Tuấn muốn chia sẻ cái ban này thì Tuấn đầu tiên kết nối với jack đọc lối DLC trên con máy Motocan, bật khóa điện lên. Xe như thế này anh em kiểm tra làm sao comment đi nhá. Ban này chắc ít người biết đấy. Và thì Tuấn sẽ cột tay thắng lại cho anh em luôn nha. Anh em chờ chút xíu, Tuấn sẽ cột lại tay thắng luôn. Được chưa? Tuấn tắt khóa điện, bật khóa điện lên, bơm xăng có này. Được chưa? Ok. Nhưng đề sẽ không bao giờ được nha anh em. Vẫn cho cây là cao một chút xíu, anh em chờ chút xíu ơi. Được chưa? Đề không được này. Đây, thì Tuấn là cột tay thắng bên này thì anh em yên tâm đi. Rồi thì Tuấn sẽ quay. Và đề không được. Và máy thì đập cũng không được lỗi luôn. Rất khó xử cái ban này nhá. Đấy. Thì cái dây con lai này thì Tuấn đã loại trừ, anh em yên tâm đi. Thì Tuấn đã cắm đúng jack. Nên gặp cái ban này sau này anh em rất khó để xử lý. Bật lên chỉ có đèn bơm xăng thôi, nhưng mất hệ thống đề, đồng thời máy chuẩn đoán vô vào vô hiệu hóa luôn, tối thui hết. Và thì Tuấn sẽ lấy cái máy khác để cập vào cho anh em. Nhiều lúc anh em ở nhà lại cứ sợ máy nó hư hoặc là cái gì đấy nha. Ok. Nên Tuấn lấy một cái máy khác luôn cho anh em luôn nhá. Ok. Và các bạn nhớ phải kiểm tra cho jack Kalai có đầu vô và đầu ra không nha. Rồi thì Tuấn rút jack. Ok chưa nào? Cắm jack Kalai này rồi. Máy vẫn tối thui. Nếu gặp tình trạng này thì anh em kiểm tra cầu chì cho ok hết. Thì Tuấn bao là cầu chì ok hết. Thì Tuấn sẽ quay cam lại và đo cầu chì cho anh em luôn.
em xem thấy nét thì cho cái comment nhá. Cái van này hơi bị phê, kẹp đồng hồ, bật ở chế độ đo thông mạch. Rồi anh em thấy luôn, nét như Sony luôn. Rồi chập hai que đo vào. Rồi đồng hồ ok. Làm cái gì cái làm, các bạn tắt khóa điện đi. Thì Tuấn sẽ đo cầu chỉ có đứt không. Rồi cầu chỉ vẫn còn nguyên 6 cái. Ok. Sao vậy? Xe gì cơ? Xe gì cơ? Honda xe gì? Mai lấy được không? Ở đâu? Anh em chờ chút xíu nha. Anh em chờ thì Tuấn khoảng 2 phút nha.
Rồi ok anh em vô lại đi. Đi đẩy con Jeep. Đâu đâu lại có con Jeep ở ngoài Hà Nội lọt tới Bình Định đây không nổ. Đi đẩy về mai để sửa nha. Rồi anh em vô lại xem lại nhiều ơi. Thì Tuấn mới đi chút xíu mà tụt like rồi nha. Ok. Anh em vô xem lại thì Tuấn sẽ hướng nghiệm. Gắn theo bạn bè vô nhiều lên. Mở mũi nó mát nóng quá. Vô xem nhiều thì Tuấn hướng dẫn các bạn này luôn cho anh em. Ít người thì Tuấn cũng chia sẻ luôn. Thì cái này thì Tuấn sẽ kiểm tra cầu chì cho anh em đầu tiên, tắt khóa điện để đồng hồ đo thông mạch coi cầu chì có đứt không. Còn anh em nào ok mua máy móc tham gia chút xíu thì Tuấn sẽ chia sẻ sau. Thì các bạn sẽ đo thông mạch cho Đình Tuấn từng cặp có ok không. Rồi. Coi cầu chì có tốt không nhá. Rồi. Cầu chì thông. Tiếp tục. Thông. Rồi ok, ba cầu chì trên. Rồi ok, ba cầu chì dưới. Rồi đều mọi đều tốt. Cầu chì bị mo ve. Mo ve thì Tuấn thay cầu chì này luôn cho anh em tin tưởng nhá. Ok, sợ mo ve. Thì Tuấn lấy ra thì Tuấn đo này luôn. Ok này. Thông mặt nha các bạn. Vô xem nhiều thì Tuấn chia sẻ các bạn này luôn. Thông mặt. Ok, tất cả đều thông thủy. Thì Tuấn gắn lại nắp cầu chì. Nhưng con xe bật tiếp tục khóa điện lên. Vẫn chỉ có hiện tượng đèn bi báo sáng trong vòng 3 giây tắt. Đồng thời chỉ có nghe tiếng bơm xăng. Nhưng máy thì tất cả đều tối thui. Thì đương nhiên sẽ nguồn sẽ 12V sẽ không bao giờ cấp vô máy. Thì đương nhiên sẽ không bao giờ có nguồn cấp vô máy này được. Và đồng thời chúng ta sẽ không bao giờ đề được. Các bạn gắn thẻ bạn bè chia sẻ lên các bạn này, Tuấn chia sẻ luôn. Nhá. Đây. Nếu một ngày nào đấy anh em kiểm tra ok hết rồi nút đề thì các bạn từ từ kiểm tra. Và chân chống phụ cũng không cần phải kiểm tra luôn. Bởi vì cái này nó đang bị mất nguồn. Mất nguồn nuôi vô máy thì anh em dễ biết lắm. Bởi vì anh em nếu mà có máy như này thì anh em sẽ biết. Và anh em sẽ đo nguồn 12V ở dây ca lai có cấp cho máy không và mát có không nha. Đây. Đấy. Và Đình Tuấn sẽ hướng dẫn đo cho anh em luôn. Coi có nguồn có mát ở đây không hay là do máy hư. Nếu anh em có một cái máy và xe lại đề không được thì các bạn kiểm tra cái này cho nó dễ này. Ok chưa nào? Thì Đình Tuấn quay như thế này, cặp bên trái thế này, đối diện nhìn vào là chuẩn đoán bằng tay. Bên phải là dây ca lai và nguồn 12V. Và Đình Tuấn tiếp tục. Anh em nhớ bật khóa điện nha. Rồi mình mượn cái này mình kẹp vô âm bán quy là dây mát. Chúng ta kiểm tra dây 12V sau khóa là dây đen hoặc trắng có không. Tốt. Vậy chứng tỏ nguồn 12V vẫn có để cho hệ thống phun xăng hoạt động. Nhưng để không được thì lý do tại sao các bạn để ý vào đây. Tiếp tục 12V sáng nha. Và chúng ta sẽ đổi cái que đo này qua dương là cộng của ắc quy là dây lửa. Rồi chúng ta thử cái đồng hồ này ra mắt sườn có sáng không. Ok, bóng đèn sáng. Vậy chúng ta sẽ kiểm tra cái dây màu đen màu xanh sọc đen là dây mát để nuôi cho cái máy nhá, để chuẩn đoán bằng tay luôn đấy. Rồi dây mát
vậy cái dây mát này không có. Đây, mát sườn thì có. Anh em lưu ý cái ban này có ngày nó hành ra bã đấy. Cái này là Đình Tuấn chia sẻ nhiệt tình luôn. Cái ban này nếu mà gặp anh em thì anh em mò rất phê. Nhiều anh em nào chưa có tay nghề nên Đình Tuấn hôm nay chia sẻ thật tình cái ban này cho anh em. Rất khó. Nếu các bạn không có máy nữa thì các bạn rất khó. Các bạn cứ đi kiếm, kiểm tra chân trống nghiêng và nút đề, hầu như nó vô hiệu hóa hết. Săn sọc trắng, chân trống nghiêng và kiểm tra nút đề, các bạn ban nát cái con xe người ta ra, cuối cùng không ra bận. Thì đương nhiên anh em sẽ chẳng bao giờ mà quan tâm ở cái rắc chuẩn đoán này làm gì, bởi vì anh em không có máy mà, đúng không? Mà kể cả anh em không có máy, anh em xóa lỗi thủ công, bởi vì cái xe này nó không có báo lỗi trên đồng hồ, thì đương nhiên sẽ không bao giờ xóa lỗi thủ công được. Thì anh em cũng chẳng bao giờ quan tâm cái rắc này làm cái gì cả, nhiều anh em đấy. Nên anh em phải lưu ý kiểm tra 12V đã tới rắc DC này có rồi mà mát thì lại không có, thì các bạn dò chân này tới bao nhiêu của IC các bạn đấu cho Đình Tuấn. Chân này là từ IC đưa ra chân chống nghiêng và đưa toàn bộ chỗ này luôn là dây màu xanh sọc đen. Anh em lưu ý nhá, của con xe lít này này là chân số 16 thì phải đấy. Anh em mai dò ra chân số 16 thì phải. Các bạn kiểm tra, các bạn đo từ đây tới IC có đứt đoạn không, các bạn nối lại là xong. Đình Tuấn sẽ đi nối lại cho anh em luôn này. Đây, Đình Tuấn sẽ kẹp cái chân này là chân mát nha, màu đen, màu xanh sọc đen, nhớ. Đây, soi camera cực nét cho anh em luôn. Đây, Đình Tuấn đụng mắt sườn nó mới sáng thôi. Đây, thấy chưa, đây mắt sườn, đây. Ok, bóng đèn không hề sáng. Cái này mát, từ xe ra này. Nhớ nha. Đấy. Nhưng bật lên bởi vì sao? Có dòng điện 12V sau khóa rồi thì nó chỉ có bơm xăng thôi. Mất hết hệ thống đề. Và đồng thời mất luôn cái máy chuẩn đoán này. Và tiến hành chúng ta đi đo thông mạch cái dây tới chân IC. Và chúng ta đi nối lại. Anh em nhớ lưu ý cái ban này khó lắm, và chút xíu Đình Tuấn sẽ hướng dẫn tiếp tục ban khác nếu anh em nào tin tưởng ở Đình Tuấn. Gặp cái ban này nhiều các bạn vào hơi bị phê, và Đình Tuấn đi nối lại để cho nó sáng đây. Anh em lưu ý cái ban này nhá, xong rồi gặp phải hơi bị khó khăn đấy. Đồng hồ này xài rất ok, khi các bạn không xài nữa tự động nó sẽ tắt cho anh em. Anh em lưu ý cái ban này, và Đình Tuấn bây giờ đi kiểm tra và đấu lại cho anh em sợi dây đấy. Anh em cứ xem từ từ nhé. Hôm nay Đình Tuấn sẽ làm tất cả những động tác rất chậm cho anh em học. Rồi, và Đình Tuấn sẽ tắt khóa điện, đi kiếm và nối lại cho nó. Nha anh em. Nhớ đấy, rắc cái like đấy, vẫn quay rất nét cho anh em, 16 người xem. Đấy, các bạn đi nối lại thì đương nhiên nó sẽ sáng cho anh em coi luôn. Thì bởi vì Đình Tuấn mượn dương từ ắc quy trực tiếp chứ không phải là qua cầu trì. Đấy,
ok như nào. Một cái van này rất chi đơn giản nhưng các bạn sẽ gặp phải rất phức tạp, và thì Tuấn rút ra và thử máy chuẩn đoán. E là mát, Kalai là dây chuẩn đoán liên hà liên lạc với IC. Rồi dây B là dây nguồn sau khóa 12V. Và chúng ta sẽ ở đây bật khóa điện xem thiết bị máy. Ok, bởi vì có nguồn và có mát thì đương nhiên cái máy này phải ok và hiển thị. Và đồng thời chúng ta lên đây thì chúng ta đề thì sẽ ok ngay. Tuấn cột lại cái dây này một chút xíu, nó hơi bị bung ra. Rồi đã cột lại, lúc nãy ra cột nó bị lỏng, nó bị bung ra. Rồi tắt khóa điện và chúng ta bật lại thì đương nhiên kích hoạt xe. Đấy, ok không? Và con xe này đang bị hụp ga đây, chút xíu thì Tuấn chia sẻ luôn. Đây, hụp ga này, hụp ga. Các bạn quan tâm theo dõi nhiều thì Tuấn chia sẻ cái đời luôn. Hộp ga nặng này, con lít này. Nghe chưa? Đấy. Vấn đề hộp ga chút xíu thì Tuấn sẽ chia sẻ anh em. Còn bây giờ thì Tuấn sẽ làm cho anh em vài công đoạn nữa để kiểm tra trên thiết bị một cái máy đọc lỗi. Nếu anh em nào mua máy inbox thì Tuấn nha, tặng các bạn nhóm học online. Nếu anh em nào mua máy inbox thì Tuấn tặng nhóm học online hoặc cái app bơm nhá. Máy mới. Cái này máy của cửa hàng. Đây. Anh em chỉ cần thiết bị nào anh em cứ inbox, Đình Tuấn sẽ play cho anh em. Nếu anh em inbox máy này rất mới. Đây. Các bạn mua máy Đình Tuấn tặng nhóm học online 6.3 mới kit. Chẳng qua cái này Đình Tuấn lấy ra test, mỗi lần quảng cáo lấy cho anh em thôi. Mới. Bì đây. Anh em cần mua máy nào cứ inbox, Đình Tuấn hỗ trợ nhiệt tình khi anh em dùng máy nếu anh em chưa được học. Còn các bạn nào có nhu cầu tham gia khóa học hoặc tới đây thì anh em sẽ chinh phục. Sẽ hướng dẫn các bạn dùng cái này lấy mã ID luôn. Nếu anh em nào ở khu vực có hay dùng sở mất key và mổ ra và hàn trên này. Với Đình Tuấn dạy và hướng dẫn anh em hàn trên những cái con SU này thì tuyệt đối bảo đảm là phải tới chuẩn test tới 100%. Nếu để Đình Tuấn hướng dẫn cho các bạn hàn, tay hàn cực chuẩn nhá. Anh em nào mua thiết bị máy chuẩn đoán inbox, có một cái nhóm học online tặng cho anh em học trọn đời và kèm theo tài liệu và áp bơm hoặc cái gì đấy, các bạn cứ inbox riêng tư. Này phui bì test cho các bạn thôi. Còn nhiều anh em trên mạng Facebook đã luôn luôn tin tưởng và đồng hành Đình Tuấn mua máy chuyển tiền trước thì Tuấn sẽ chuyển máy sau. Đó là anh em tin tưởng. Ok. Anh em comment mặn vào thì Tuấn hôm nay sẽ livestream từ từ tặng cho anh em. Và lý do tại sao, và hôm nay có một người em, thằng cu em, nó là lấy của Đình Tuấn đi và hôm nay nó gia đình đã quay lại và đền bù một số tiền thì coi như Đình Tuấn coi như là mất rồi, nhưng hôm nay đã nhận lại được. Thì hôm nay Đình Tuấn sẽ chia sẻ nhiệt tình cho em con xe lít. Đầu tiên là một cái ban bận chỉ có hệ thống FI nhưng mất hệ thống đề và đồng thời không kết nối với máy chuẩn đoán được. Thật sự một con IC có tương tác, hôm qua Đình Tuấn đã giới thiệu cho anh em rồi, nó có bao nhiêu chân, nó bị một cái chân nào, trừ khi nó không chập dây, Đình Tuấn hầu như làm được hết trên tất cả dòng xe. Đó là một cái đam mê, là một cái yếu tố Đình Tuấn muốn mang lại cho anh em, nên anh em hãy cố gắng nhá, xem nhiều để Đình Tuấn chia sẻ thêm. Cái ban cuối cùng sẽ chia sẻ anh em về cái bậc hụp ga nha. Ban cuối cùng sẽ chia sẻ cách khắc phục con xe này bị hụp ga. Con này đang hụp rất nặng. Đấy, ok.
nha các bạn, chia sẻ mặn like, máy mới test cho anh em luôn. Và tiếp tục chúng ta vào công việc. Rồi, ok chưa nào? Trên tay Điền Tuấn rất nhiều máy để cho anh em chơi. Và có cái máy thì đương nhiên anh em sẽ phải bớt cực khổ và cắt kiểm tra cực kỳ nó đơn giản. Trên một thiết bị máy móc chuẩn đoán thì anh em rất dễ để các bạn bắt bận trên con xe lít. Để từ Điền Tuấn sẽ tiếp tục đánh ban vài cái cho anh em thì con xe này nổ máy ok rồi. Nhưng nó hụt ga rất nặng, con sẽ tháo dây ra. Rồi thắng nới lỏng, lên ga hụt, rất hụt. Đấy, anh em mời bạn bè vào đón xem thì Tuấn chia sẻ clip này luôn. Hộp rất nặng nha. Đấy, hộp ga đầu rất nặng. Tắt máy bơm đi cho khỏi ồn. Jeep, mới đẩy con Jeep về. Rồi chúng ta quay lại với con xe lít 125 điện tử ACG. Mai Điền Tuấn quay mua cái cây quay camera cho nó nét. Ok. Và Điền Tuấn tiếp tục tạo ban cho anh em. Các bạn cứ vào xem thoải mái. Để sau này gặp tình hờ trường hợp anh em biết đường xử lý trên một xe lít. Ok. Và Điền Tuấn tiếp tục đi tạo ban cho anh em. Nhớ kiểm tra cái này. Anh em lưu ý cố gắng. Các bạn cứ thoải mái, để với Điền Tuấn là quả lây hết. Và tiếp tục ok như nào, chúng ta bật khóa điện lên. Đồng thời đèn LED đều hoạt động hết. Ok như nào. Và Điền Tuấn sẽ cột cái dây lại. Và tiếp tục Điền Tuấn sẽ bó cái dây thắng thắng sau lại. Ok chưa nào? Bó lại ok. Và chúng ta sẽ kích hoạt đề. Không được. Đúng không? Đấy, không được nếu một con xe cắt hàm vào như này. Vào nhờ mới em hay mới anh kiểm tra dùm xe tôi hoặc xe em hoặc xe chị. Kiểm tra con xe này tự nhiên không đề được. Ok. Sheet top sau đã hoạt động ok, giá đỏ thắng. Và chứng tỏ sheet top còn rất tốt. Đây. Đèn hậu sau sáng luôn. Ok chưa nào? Và đồng thời nếu anh em nào có máy thì bắt bận cái ban này cực nhanh, không có máy thì nó hơi bị lâu.
mai anh Tuấn mua lại cây khác, cây này nó bị vấn đề. Thì nếu gặp cái van này các bạn có cái máy trên tay thì cực kỳ là dễ luôn. Nếu các bạn mua máy thì Tuấn, đầu tiên các bạn chọn kết nối với xe, bấm enter như này. À anh em coi cam có nét không? Nếu anh em thấy mờ thì Tuấn sẽ chỉnh sửa lại. Nét không Quốc Sơn? Nét không cả nhà? Xem được không? Rồi chúng ta sẽ đi kết nối với xe, chọn jack DC, ok rồi. Cắm đúng thì đương nhiên sẽ thành công. Xe này Honda. Rồi tiếp tục. Rồi hướng dẫn kết nối đã ok rồi. EKB, dây dưới chuẩn đoán bằng tay người ta bỏ và không xài. Nhưng các bạn phải cắm đúng lỗ nhé, đừng có cắm qua lỗ khác. Ok. Xe Việt Nam. Xe này lít 125. Bấm enter. Và xe này đang không nổ, chúng ta vô thông số hiện hành. Xem được không ở nhà? Nghe là mờ nói thì Tuấn chỉnh lại. Bấm ok. Rồi nhiệt độ máy đang là 46 độ C, cái mới này mình không quan tâm bởi vì mình cho nó nổ cái đá, cho nó khởi động được cái đá, bởi vì xe này đang không khởi động được. Ok. Các bạn tiếp tục chọn tới thang đo cuối cùng. Rồi đây. Các bạn kiểm tra trên chống phụ cho Đình Tuấn, nếu các bạn có máy thì các bạn rất dễ biết. Ok như nào? Và trạng thái khởi động. Còn nếu anh em không có thì anh em phải loại trừ và mò rất phê. Kể cả chân chống nghiêng, Điện Tuấn sẽ hướng dẫn anh em nhiệt tình luôn. Chút xíu nữa các bạn, chút xíu nữa Điện Tuấn sẽ hôm nay sẽ làm tất cả 1, 2, 3, 4 ban. Đầu tiên là cái ban vừa rồi, tiếp tục cái ban này khởi động không được. Và ban thứ hai là cái ban gì, chút xíu anh em đón xem. Và ban thứ tư đó là bị hộp ga. Rồi đầu tiên chúng ta kiểm tra trên chống cặn, gạt lên gạt xuống. On. Rồi gạt lên. Off. Vậy chứng tỏ chân trống này rất ok, hoàn toàn tốt. Ở chân trống này rất ok. Rất tốt. Đúng chưa nào? Rồi. Vậy tiếp tục chúng ta sẽ chọn vô nút đề là trạng thái khởi động. Thì Tuấn sẽ quay cao lên cam lên cho anh em coi luôn. Được chưa? Tuấn sẽ né đây cho anh em coi. Và Tuấn sẽ bấm nút đề đây. Này trạng thái khởi động không báo on off. Vậy chúng ta sẽ kiểm tra những bước như sau. Rất đơn giản ở cái van này. Bởi vì trạng thái khởi động không on off thì Tuấn nhấn lại nút đề. Rồi, nó không on off. Vậy cách đơn giản nhất sit top đã ok rồi. Đúng không? Thì lúc đấy các bạn hãy khui cái nút đề này ra cho Đình Tuấn nha. Bởi vì các bạn bắt đúng bận. Khui ra. Và anh em dùng một cái đồng hồ để chế độ đo thông mạch, lấy nút đề ra. Anh em kiểm tra, đo vào hai cái giác của nút đề, bấm nút đề, đồng hồ báo thông mạch tít tít. Thì lúc ấy các bạn loại trừ là công tắc đề ok. Được chưa? Hoặc lúc ấy các bạn lôi ra, các bạn lấy kìm, các bạn đâm trực tiếp vào hai sợi dây đấy. Nếu đề nổ được là hư nút đề, không đề nổ được là dây đang có vấn đề. Rồi thì Tuấn tiếp tục hướng dẫn anh em. Thì lúc đó các bạn hãy kiểm tra một nguồn 12V từ sit-top tay qua nút đề đã có chưa. Nếu có rồi, các bạn kiểm tra cho Đình Tuấn một sợi dây từ nút đề chạy xuống ECM là IC nhá. Đấy, có đứt không? Các bạn phải nhớ chân. Đình Tuấn không thể nào đọc cái chân ra bây giờ được. Đọc cũng được, nhưng anh em chịu khó nghiên cứu. Lúc đấy anh em sẽ đo thông mạch dây còn lại từ nút đề này xuống IC coi có ok không. Nhớ nha, đứt dây các bạn nối lại.
Được chưa nào? Nếu không đứt dây thì có thể chết luôn cả IC cái pha này đấy. Nối lại, nhớ là phải nối lại cái van này nhá. Kiểm tra dây, kiểm tra từ chiếc tốp tay qua nút đề đã ok rồi, thì dây còn lại từ nút đề xuống IC các bạn phải kiểm tra cho Đình Tuấn. Nhớ nhấn cái này mà rờ le này không nhảy đấy thì đi kiểm tra dây từ nút đề xuống đây, bởi vì tất cả cái hệ thống này mình kiểm tra ok rồi, nhớ nha. Hãy chậm chậm từ, nếu các bạn có máy trên tay thì những vấn đề này kết thúc trong vòng khoảng một thời gian rất ngắn thì anh em sẽ làm được. Và Đình Tuấn sẽ bây giờ đo thông mạch xuống đó và đi nối lại. Nếu thành công là ok, không thành công chết IC. Anh em thấy ok không? Thật sự là một con xe nếu các bạn hiểu được rồi và được Đình Tuấn hướng dẫn và giải thích thì cảm thấy nó dễ cực kỳ, không còn phải bận tâm đau cái đầu làm cái gì hết cho nó mệt. Sáng giờ Đình Tuấn làm một mình, sáng giờ làm những thiết bị để chuẩn bị gửi cho anh em. Xe nào ok, khách hàng quen thì vô làm thôi. Do quay cái này quay ngang cái điện thoại nên có đôi khi Đình Tuấn đang nhìn vô cái camera như thế này và đôi khi các bạn thấy Đình Tuấn nhìn thấy hướng khác nhá. Và Đình Tuấn sẽ đi nối lại cái van này cho anh em và tiếp tục van thứ ba. Và các bạn cuối cùng bị hụt ga và Đình Tuấn hướng dẫn anh em loại trừ. Và các bạn nào tin tưởng mua tất cả máy thiết bị bên Đình Tuấn có một cái gì đó ok, các bạn inbox hoặc nhắn tin qua Messenger sau cái buổi live stream như thế này. Đình Tuấn cảm ơn ngày hôm nay ba anh em ủng hộ vô nhóm học online. Đình Tuấn muốn dạy trực tiếp qua màn hình nhỏ như thế này thì số lượng học online phải 10 người và Đình Tuấn sẽ hướng dẫn trực tiếp. Nhưng cái này anh em có thể không tham gia đông đủ thì các bạn cứ dùng khóa học online đi, có rẻ. Còn anh em nào có nhu cầu các bạn tham gia một cái nhóm mà Đình Tuấn sẽ chơi trực tiếp như thế này và chỉ từng công đoạn một và tài liệu cấp tới tận nhà cho anh em. Cứ mở một con xe Lít hay một con xe A-Black thì anh em cứ làm theo ba gem của Đình Tuấn. Cái gì không hiểu các bạn đánh dấu vào trong tài liệu, bởi vì trong quyển tài liệu này nó có tất cả chân IC. Và anh em kèm theo một quyển sách để anh em sao chép thêm những lĩnh vực không quên. Ok như nào đấy. Còn các bạn muốn play ok nữa, đầu tư thêm một cái điện thoại để cạnh bên cạnh để các bạn xem livestream chút xíu, các bạn bật ra các bạn học lại là xong, rất dễ. Bởi vì Đình Tuấn đi lên như anh em thợ sửa xe hồi giờ chưa biết gì nên hướng dẫn cho anh em cực kỳ dễ hiểu. Và các bạn này Đình Tuấn sẽ đi kiểm tra lại dây, nếu dây đứt Đình Tuấn sẽ nối lại là ok. Nếu ok rồi mà không được nữa báo khách hàng IC thế thôi. Vấn đề còn lại rất dễ. Rồi, Tuấn sẽ đi nối lại. Trước khi các bạn làm cái gì tắt khóa điện đi. Ok. Rồi, tiếp tục chúng ta bật khóa điện lên. Rồi. Chúng ta tiếp tục. Rất dễ dàng và rất nhẹ nhàng khi các bạn có cái máy, nếu các bạn đầu tư. Các bạn chỉ cần inbox Đình Tuấn sẽ tư vấn nhiệt tình cho các bạn nhá. Đây. Lấy mã ID hay bất cứ cái gì, nếu anh em nào mua máy ở khu vực các bạn cần hỗ trợ, Đình Tuấn chỉ cần bật camera hướng dẫn anh em chi tiết, chịu khó. Chỉ cần anh em tin tưởng Đình Tuấn sẽ phục vụ nhiệt tình. Còn những cái gì anh em mua bên Đình Tuấn không biết cách sử dụng thì các bạn cứ gọi điện thoại cho Đình Tuấn, Đình Tuấn sẽ cho một cái hẹn cứ khoảng 5 đến 20 phút sau anh em mình sẽ bật video gọi trực tiếp qua Zalo hoặc Facebook. Đình Tuấn sẽ chỉ rất nhiệt tình cho anh em cách sử dụng máy. Tiếp tục chúng ta đi chuẩn đoán xe. Khi chúng ta đã nối lại được rồi, đo thông mạch từ cái nút đề. Từ cái nút đề này xuống chân bao nhiêu của IC. Chúng ta đã đo rất ok rồi nha, thông thủy rồi đấy. Đo đồng hồ. Để thang đo đông mạch
thông mặt tắt khóa điện. Từ nút đề chạy tới chân IC của nút đề kêu tít tít thì chứng tỏ chúng ta nối thành công. Chúng ta tiếp tục cất đồng hồ tới đây và chúng ta dùng máy chuẩn đoán lại cái lần nữa. Rồi kết nối với xe. Rồi Việt Nam lít 125. Rồi động cơ, thông số hiện hành. Tiếp tục chúng ta chọn tới cái mục cuối cùng. Rồi thì trên chân phụ của chúng ta gạt lên một cái nữa, khỏi cần gạt bởi vì lúc nãy nó ok rồi, kiểm tra trên chân phụ ok. Rồi đây, rồi ok. Vậy chúng ta sẽ kiểm tra nút khởi động coi mở on off không. Chúng ta bấm nút để chỗ cái này quá ok luôn, chúng ta nối lại thành công đúng không? Đấy, vậy chúng ta sẽ đá trên chống điện lên để chúng ta kích hoạt đề coi nổ không. Khi một con xe khách hàng mang vào thì Toán diễn tả cho anh em từng chi tiết. Đấy, quá hoàn hảo, rất dễ chơi. Anh em thấy dễ không nào? Quá dễ nha, quá ok luôn đấy. Hướng dẫn như vậy thì rất ok rồi nha. Toán quay lại cái này, đấy, quay thẳng cái này lại thì nó có thể nhìn thấy anh em và mắt Tiến Toán nhìn lại. Và khi mà quay ngang nó tưởng mắt của Tiến Toán nó bị lé. Ok nhá, đó, quay như này thì ok này. Đấy nha, Toán sẽ quay ngang lại cho nó rộng anh em coi. Ok chưa nào? Tiếp tục cái ban cuối cùng, nếu anh em nào ủng hộ chia sẻ đi. Cái ban này ban hụp ga này. Thì Toán sẽ chia sẻ các bạn hụp ga thì một con xe lip. Nó chẳng thấm vào đâu đâu, nếu các bạn được thì Toán hướng dẫn. Thấy nhớ hả? Ok. Anh em cứ kêu gọi bạn bè vào đi nha. Livestream chút hay mình nhớt cái đã. Anh em đừng có rời, Điện Tuấn sẽ quay vào khoảng 2 phút. Hai phút thôi nha.
Camera ok không anh em? Nét lắm. Nay để sắm cái này chỉ để dạy học anh em thôi. Rồi chúng ta tiếp tục vào công việc nhá. Đây là mặt trước camera. Tiếp tục chúng ta tiến hành chơi cái bàn này đi. Anh em xem nhiều lên, chia sẻ mạnh lên nhé, để cho anh em khác nào xem. Cái bàn này là bàn hộp ga này. Cái bàn này nguội máy hộp ga kinh khủng luôn. Rồi chúng ta tiếp tục. Đầu tiên chúng ta đọc thông số một chút xíu nha. Coi chúng ta có bắt ra bận gì không trên một con xe hộp ga. Rồi nhiều anh em nào giỏi về thông số thì vô bình luận. Còn nhiều anh em nào chưa biết thì Tuấn sẽ hướng dẫn luôn. Anh em chịu khó bỏ một chút xíu học phí, các bạn inbox cho Đình Tuấn. Hoặc anh em nào tới với Đình Tuấn trực tiếp thì các bạn có thể tay nghề lên cực nhanh. Rồi chúng ta nổ máy. Nhiệt độ đã 60 độ C và coi như là chuẩn. Chúng ta đi tìm thông số. Cái này Đình Tuấn lướt qua và anh em coi comment bên dưới nhé. Anh em comment bên dưới đi. Ok. Nâu quá anh ơi. Dương Anh, cái gì cũng phải từ từ anh em ơi, không đi đâu mà vội được nhá. Cái này mà vội là hư hết. Làm cái gì thì hãy từ từ. Khi nào anh em hiểu và cần tốc độ thì cần tốc độ trên xe. Rồi. Gống mở bấm ga đang là 526mV. Có cái này thì Tuấn đang chia sẻ livestream. Rồi, nhiệt độ máy đang là 1300-1400 rất nhỏ. Chúng ta tăng tốc lên một chút xíu cho nó ổn định dòng tua máy. Con này Garanti đang không chỉnh được dòng tua máy đây. Đấy, dòng tua máy giờ đang không chỉnh được cái này anh em. Cố gắng chỉnh nó lên 1600 đi. Cứ từ từ rồi, ok rồi, đạt rồi đấy. Nha, này là ok rồi. Xin cái like đi, anh em vỗ tay chào nhau cái để cho nó khí thế. Đấy, góc đến lửa này. Thời gian full này, bình ắc ắc quy này, các bạn xem cho kỹ và các bạn bắt bật. Rồi oxy 2 cũng tốt đúng không? Rồi SM tối ưu. Cuối cùng bị bận gì đây? Hộp ga. Anh em nào giỏi đâu? Nhiều lúc anh em nào giỏi bảo phân tích cái máy này ra bận, anh em vô comment đi. Còn anh em nào chưa biết thì Tuấn sẽ hướng dẫn thực tế trên xe luôn. Rồi mấy cái này chẳng có cái gì hết, bỏ qua hết nhá. Bởi vì này cái này không có bộ ba cảm biến. Ok đúng rồi. Đây anh em nào giỏi đọc thông số vô. Nhìn thông số này bị hụp ga bị cái gì. Nhiều lúc anh em, nhiều anh em chém gió lắm nha. Đọc máy mà hụp ga mà đọc được thông số thì Tuấn cũng xin thua đấy. Nhiều cái nó chuẩn đét nhưng vẫn bị hụp ga. Và Đình Tuấn bờ lây cái này luôn, đá ăn chống điện, Đình Tuấn kéo dây ga coi cảm biến TB có vấn đề gì không.
Không, nhiều lúc anh em mày bảo Tiến Tuấn lại lắp con TB hư, chơi đẹp luôn cho anh em coi thông số điện áp tay ga nhá. Các bạn cố gắng chậm chậm thôi, Tiến Tuấn phải di chuyển cực khổ lắm mới để cho anh em coi những cái camera nó nét như Sony này đấy. Rồi lên ga từ từ này. Anh em để ý tay ga nhá, con nó bị bỏ đoạn nào không? Các bạn coi thì Tuấn kéo tay ga mà nó nhảy phải từng nhịp. Khi các bạn đã ok. Hãy cố gắng luyện cho mình có những đôi tay cực kỳ ok để các bạn xử lý trên xe đi. Rồi nhảy từng nhịp luôn, 28, 29 nhảy từng bước. Rồi, ok. Vậy kết quả cái này TB ok. Đúng không? Maximum 76 độ, điện áp báo về 4V 3. Nhả bụp. Về 00. Vặn tịt kim. Tiếp tục vẫn quá ok. Và chứng tỏ tay ga rất tốt. Các bạn thấy không? Rồi, vấn đề lại hụp ga. Nổ máy tiếp. Đá trống lên. Nóng máy là ít hụp nhưng nguội máy hụp cực kỳ đấy. Giờ nó nóng lên là bớt hụp này, anh em thấy không? Nguội hụp ghê lắm nhá. Đấy. Rồi chúng ta thả cái này ra để cho bánh sau nó quay đi. Ok. Không có lại kẹt bố, kẹt nổi, cháy hết chuông của Đình Tuấn. Đấy, giờ nóng lên này. Đấy. Đấy. Nóng lên thì lại ok. Nhưng không ngọt thôi. Đấy. Không ngọt. Bởi vì sao cái này nhiệt độ máy ở bao nhiêu rồi nhỉ? Sáu mươi lăm độ C, ok, ấm cúng. Điện áp sao lại điện áp được, sao lại không đọc được? Có anh em nào đọc được không? Comment bên dưới đi. Bình Tuấn quay cực nét như vậy, có nhiều anh em lại bảo không đọc được điện áp. Anh em nào không đọc thì điện áp, Điện Tuấn cho coi lại. Cảm biến ECT có vấn đề. Ok. Các bạn cứ comment bên dưới, Điện Tuấn tiếp tục cho đọc thông số một lần nữa để các bạn đọc và các bạn bắt bận. Rồi. Đâu các bạn nào? Comment cái nào. Đọc được không? Đâu, nhiệt độ động cơ chỗ nào đâu? Có vấn đề chỗ nào đâu? Đâu, điện áp bánh ga có điện áp bấm ga vấn đề chỗ nào đâu, các bạn cứ comment đi. Đợt trước em cũng bị đó anh trai. Ok. Rồi, các bạn theo con xe này thì bị cái gì? Khó lắm nếu không có người hướng dẫn.
đọc được, ok. Dương ăn đọc được. Đấy, đôi khi Đình Tuấn làm chậm thế này mà Dương ăn lại đọc không được, mà Dương ăn lại kêu Đình Tuấn sao mà chậm thế. Đôi khi Đình Tuấn lướt thì đương nhiên thì nó nhanh, nhiều lúc anh em lại đọc không được nên phải làm chậm nha, ok. Một vấn đề con xe bị hụt ga theo anh em bắt nguồn từ đâu và loại trừ những cái gì? Đâu anh em comment bên dưới chứ. Ok, Văn Quyết đợt trước em cũng bị. Đó anh trai. Có gì mai những anh em nào học của Đình Tuấn ra trục chặt các bạn inbox gọi trực tiếp, các anh em đừng có ngại nhá. Ok. Hãy gọi luôn. Lấy điện thoại ra. Không nhớ số Đình Tuấn nữa thì các bạn có thể vô trang cá nhân để nhìn thấy số và anh em gọi luôn. Hoặc cái tiếc gì lưu lại nhá, nhiều anh em học ấy. Gọi chứ đừng có ngại. Nhiều lúc nhắn tin qua Messenger, Facebook Đình Tuấn đang bận thì làm sao biết anh em nhắn tin, gọi luôn. Ok. Kêu em là Quyết Mô Tô. Ok. Rất ok ngay. Anh em bình luận cái này đi. Bị cái gì? Và Đình Tuấn sẽ hướng dẫn cách xử lý nó. Quay lại cho nó ok chút. Anh em bình luận bên dưới đây chứ. Rồi Sơn Nam, Sơn Non, Son Son gì đây, bình luận luôn anh em. Sơn Nam, Son Nam. Rồi, chia sẻ luôn. Thì vấn đề hộp ga này đấy. Ok cho nào. Đấy, giờ nóng hết hộp này. Các bạn thấy không? Nóng hết hộp. Ngọt như đường phèn luôn. À, vô kiểm tra trên app cho anh em, đã nhiều lúc anh em lại thắc mắc. Rồi. Nhiệt độ trên 60 độ C rồi nhá. Bấm ok. Rồi. Vậy mà sáng vẫn hụt ga. Rồi đấy, ai trên app ấy có chuẩn không? Hay là hay bị nhạt quá. Đấy. Vậy mà nguội máy, anh em có muốn chờ động cơ nhiệt độ dưới 50 độ C thì Tuấn tắt bật quạt nguội nó sẽ hụt lại. Cái máy ấy thì Đình Tuấn hướng dẫn cho anh em này này. Là gì? Để cho anh em kiểm tra những trạng thái khởi động. Nút đề có ok không để nhanh đỡ phải mò. Cái thứ hai cho chống nghiêng. Cái thứ ba để anh em coi thông số. Đôi khi thông số đã ok hết rồi nhưng con xe nó vẫn hẳn ra bã. Đó là chuyện đương nhiên ở trong cuộc đời và trong cuộc sống anh em mình làm nghề. Đó là quy luật của anh em mình làm FI. Cứ nhiều lúc các bạn bảo đọc thông số ok hết rồi, A trên F 14/7 ok hết rồi, nhưng tại sao buổi sáng hụt ga? Các bạn lại can thiệp điện trở, tá lả đi tung thành hao xăng. Đấy, trên một con xe
ở trên này chúng ta phải có cái hướng để chúng ta giải quyết, và chúng ta phải biết loại trừ cái nào hư và cái nào không. Nên chúng ta hãy cố gắng. Có anh em đến với Đình Tuấn hay cái gì, Đình Tuấn sẽ chia sẻ tình. Đây là một cái lời clip chia sẻ livestream chỉ có đồng mạng, ai ai cũng biết, ai ai cũng thấy. Còn là một cái nhóm riêng tư hay là một cái gì thì Đình Tuấn sẽ làm một cái đặc biệt hơn. Nếu anh em đến với Đình Tuấn thì càng ok hơn nữa, bởi vì các bạn được thực tế, được nhìn. Còn qua cái điện thoại này là qua màn hình. Có thể cái kia anh em tới đây, anh em nhìn thấy rồi, mắt thấy, tai nghe, tay tự động lại thì anh em sẽ ok hơn. Và Đình Tuấn chia sẻ các bạn này luôn. Ok, hộp ga buổi sáng có rất nhiều yếu tố nha. À, trên app thì vẫn ok. Rồi, rút bỏ cây ra đi. Cây này quay mai đầu tư cây khác, quay cho nó ok. Rồi, ơi, cầm trên xe, cầm trên máy, hộp ga. Giờ ngon này nhá. Nhưng cái này chạy với không phê. Cái này khi mà có tải chạy tức lắm, chẳng qua là chế độ này chế độ không tải. Khi mà động cơ nóng lên thì có thể bất hụt. Đấy. Nhưng theo thì Tuấn cái tay này nhịp tay ga vẫn chưa ok cho lắm. Ok, theo anh em thì ok đấy. Thì Tuấn vẩy tay ga này vẫn chưa cao thẳng, chưa hoàn hảo. Rồi. Thì cái vấn đề ở đây thì anh em làm thợ ai ai cũng phải biết, kiểm tra cái buji nha. Thì cái này loại trừ buji, nếu buji không tốt thì thay thế nha. Ok, bởi vì nhiệt độ cơ nó ok rồi đúng không, IAT ok. Nhiệt độ động cơ thay đổi khi nhiệt độ nóng. Ok, rất tốt, không ai can thiệp cái gì trong này hết. IAT cũng vậy. Nhìn thấy dây người ta căng đét, loại trừ nó đi. Không cần phải gắn điện trở làm cái gì hết. Hao xăng chứ làm cái gì đâu mà điện mới chả trở. Nha, xưa rồi. Ok. Buji thì đầu tiên ai phải kiểm tra. Cái này áp bơm, quy luật ai cũng phải kiểm tra, Đình Tuấn không chỉ nữa. Bởi vì bây giờ có một tối rồi. Em thông cảm. Nha. Ok hết rồi. Thì đầu tiên đấy, xong hết rồi, phải để ý tới thằng này. Để ý tới cái kim phun nhá. Quan trọng lắm đấy. Nhớ vào. Cái ban này tháo ra thay kim phun một phát là hết. Nếu tất cả biết đọc thông số chuẩn hết rồi. Còn vấn đề lại là cái này. Còn áp bơm ai cũng phải dùng cái đồng hồ này đo cho Đình Tuấn. Phịch tay ga, áp bơm trên 2,5 kg, phà phà nổ nhá. Bởi vì một cái xe FI nó không còn cái gì nữa. Bởi vì Đình Tuấn quá nhiệt tình để chia sẻ cho anh em. Còn sau này nếu mà nối lại hai chân chống nghiêng này ấy mà không nổ nữa thì Đình Tuấn sẽ chia sẻ cho anh em luôn. Nhiều lúc bị đứt chân chống nghiêng, chúng ta nối lại trực tiếp, cắm hai que này trực tiếp mà xe vẫn không khởi động được, đợt sau chia sẻ nhá. Đấy. Thì bất cứ trên một con xe nào ở trên này chỉ có hoạt động hệ thống đề để khởi động cho nó. Thì ở trên cái mặt nạ này thì ở dưới này chẳng có gì nữa, có một cái ổ khóa tắt mở on off, 2 sợi dây hay 4 sợi dây, nó đều như nhau. Và tương tác ở trên đầu này có mỗi hộp cầu chì, ở trong tương tác chỉ có một con relay chính và relay khởi động, và đi qua vài cầu chì chúng ta đo như vậy là xong. Đấy. Còn dây điện ở đây bó chắc lắm, chuột không nhai được ở trong này đâu nhá, khó lắm. Đấy, vấn đề là Đình Tuấn chia sẻ như vậy.
anh em hãy bình tĩnh, nó chẳng có cái gì khác. Nên cứ bảo đi cứu hộ, xe hụp ga, hụp cái gì, tất cả thao tác các bạn làm sai hết. Nhiều anh bảo dùng cái máy để phân tích xe nào hụp ga ở chỗ nào. Đâu mà giỏi dữ vậy. Giỏi như vậy thì làm sao bị xe nó hằn. Dùng một cái máy mà để đọc thông số mà biết cái nào nó hư, cái nào nó hỏng. Bình Tuấn đưa cái đầu cho cắt. Nếu làm như vậy thì đời thợ đâu ai bị hằn. Thì đâu bao giờ bị những con xe nó hằn ra da bả. Nó hằn giết rồi thì chúng ta mới có được cái tay nghề. Và chúng ta biết một con xe nó hay hư ở điểm nào khi chúng ta làm. Đấy. Còn chưa kể vấn đề bị mất guarantee liên tục. Nhiều lúc anh em làm máy động cơ, làm bó cò thì Đình Tuấn không nói. Đây Đình Tuấn đang nói là tất cả diễn biến về hệ thống xe phun xăng điện tử. Nhiều lúc đọc thông số căng đét. Nhưng đôi khi nó vẫn hằn. Một cái hệ thống FI nó chỉ sai lệch nho nhỏ một cái thì đương nhiên nó sẽ đi hằng rất xa. Nên Đình Tuấn cố gắng chia sẻ những cái thời gian đang bị cúm virus. Các bạn nào quan tâm inbox hoặc tham gia hoặc mua cái gì đấy, các bạn cứ inbox gọi tôi. Tôi sẽ hỗ trợ nhiệt tình. Đặc biệt các bạn nào muốn mua máy hay mua cái gì, mua ở đâu cũng vậy. Cảm thấy chỗ nào quen thân các bạn mua. Còn không có các bạn tin tưởng, các bạn ủng hộ tôi. Tôi sẽ làm mọi thứ, những gì tôi đang có, gửi hết cho anh em. Và đợt sau tôi sẽ thảo ra một tập xe. Một con xe yếu tố này bao nhiêu chân đi xe để kích hoạt nổ. Tôi sẽ làm cho anh em đợt sau. Tôi sẽ cố gắng những thời gian rảnh. Ngày mai tôi sẽ cho anh em thợ đi làm lại khoảng 2 người để làm 3 lật phạt thay nhớt, vá lốp, nổi côn hay vấn đề gì đấy. Tôi sẽ cố gắng đâm đầu vào làm nốt cái xe này để cho hoàn hảo. Và tôi làm những giấy mặt để ngày mai đổ keo xích cóp cho anh em. Sáng giờ hàn một đống mặt có khoảng 10 bộ, 5 ngón tay cộng 5 là thành 10. Và tôi sẽ soạn thảo những chân IC, những cái xe nào để khởi động nó nổ. Còn khi hộp ga chúng ta tính tiếp. Còn đồng thời đồng hồ báo y báo nháy, chúng ta quá trời dễ xử lý. Nếu báo nháy trên đồng hồ bao nhiêu nháy thì anh em hãy cố gắng đọc cái nháy đấy. Còn anh em nào có máy rồi, chúng ta bấm cái máy cho đỡ phải đọc mòn con mắt. Bấm vào 7, 8, 9 nháy, 12 nháy, 52 nháy hay bao nhiêu nháy vân vân. Chúng ta có máy. Anh em nào chưa có máy, chúng ta phải đọc thủ công. Tôi sẽ thoạt thảo ra và đánh dấu trên một xe bao nhiêu chức năng để khởi động nổ được. Nổ tiếp tục, hụp ga chúng ta tính tiếp. Ok, cho xin vỗ tay nhá. Mai Khánh cố gắng luyện. Chỉ cần anh em cần thì Đình Tuấn sẽ đáp ứng. Dù các bạn ở đâu, kể cả bên Lào, Thái Lan, người ta còn qua đây được. Huống chi anh em mình ở quần quần ở Việt Nam. Và 300 đô người anh em bên Lào vừa rồi học Đình Tuấn, hôm nay Đình Tuấn đã lấy lại 300 đô. Thì anh em bên Lào đưa Đình Tuấn 300 đô và Đình Tuấn đổi ra mua con Sirius. Hôm nay cha mẹ người ta đã quay lại, người ta gửi lại số tiền đấy. Nên hôm nay Đình Tuấn vui, Đình Tuấn chia sẻ một con xe lít này có 4 hạng mục anh em phải kiểm tra như thế nào. Rất nhiều, nếu anh em không hiểu về chân IC và các hoạt động của nó thì biết bỏ hết. Nên anh em đến với Đình Tuấn thì các bạn cứ ok play đi. Mệt lắm, không phải là dạy đăng livestream ở đây bán những thiết bị này để làm giàu. Không biết người ta giàu không chứ Đình Tuấn không kiếm được là bao. Hay là những cái cục máy giả lập đây ngồi hàn tè hết mắt hay làm cái gì giá cực rẻ. Hay nhiều lúc anh em học online tặng app bơm, tặng quyền tài liệu thì anh em biết app bơm bao nhiêu tiền rồi, không đáng là bao. Nhưng kiến thức anh em nhận lại của Đình Tuấn là vô bờ bến. Anh Long Phạm, ok anh trai, tin tưởng 7% lấy máy. À, ok. Công tú xe, ok xin chào anh.
nhỉ. Son nam vòng tua máy tăng, điện áp đánh lửa tăng. Ok, chào anh em nhá. Ok, anh em nào cần tài liệu bây giờ cái inbox điện toán sắc nét lắm anh trai. Ok, xin chào mọi người. Em học mãi mà chưa hiểu được. Hãy từ từ, các bạn phải đi từng bước. Không phải anh em làm một cái mà nó đã ok được ngay. Làm một cái mà để giỏi thì ai cũng làm hết, đúng không? Làm một cái mà giỏi thì khác gì thần đồng. Đúng rồi, anh em chia sẻ, mỗi người chia sẻ một like lên nhóm, thế thôi, các bạn ngại gì đâu. Cái này là để nhiều anh em là cùng biết. Hãy mở tấm lòng rộng bao dung thì sẽ có ngày nhận lại. Giống hôm nay Đình Tuấn vô tình đâu đâu lại nhận lại 6,5 triệu, 300 đô. Đấy, đúng không? Rồi, hãy bỏ đi rồi sẽ nhận lại. Cho đi rồi sẽ nhận lại, đúng không? Ok. Đấy, thì Tuấn anh em xem khoảng 5 phút nữa cho động cơ nguội. Bởi vì thì Tuấn đã bật quạt, là chút xíu động cơ sẽ nguội và anh em sẽ coi lại, sẽ phịch phịch lụp bụp ra đầu. Mà mua kim full nhá, chọn kim mà mua. Chứ thì Tuấn ở đây không nói hàng rẻ hay hàng lô, chọn mà mua. Chứ mua về nhà xong lại lít phịch lại lụp phụp. Thì lúc đấy lại đi mò cái khác, lại đi bổ máy nha. Ok, Cảnh Minh, thank you anh em. Đấy, nhiều lúc tin tưởng cái kim về nhà, và ta đây đã đi mua kim mới rồi, lắp vào là phải ok, nhưng về nhà lại lít phịt. Thì lúc đấy lại đi múc cái khác, múc giết, múc lùi, múc nát cái con xe, lại không ra bật, đúng không? Xong rồi lại mấy anh em live stream chém gió đi hỗ trợ đồ ghê quá, cứu hộ, đọc thông số ra bận. Rồi, ok. Ok, chẳng có cái bận tình gì trên một con xe này hết. Anh em thích đánh bao nhiêu ban trên một con xe sờ mất kỳ hay là SH hay là cái thứ gì ở trên con đi xe hoạt động bao nhiêu chân thì Tuấn đọc vị ra luôn. Cứ anh em học một khóa, anh em xuống núi thì Tuấn lại ở nhà luyện thêm một tầng nội công. Đúng không Văn Quyết? Văn Quyết vừa rồi làm sao chứng kiến được cái món này. Nhưng đợt này sẽ có nhiều những cái pha hay lắm. Bữa nào thì Tuấn photo ra quyển tài liệu cung cấp cho anh em, Tuấn sẽ đánh dấu hết từng dòng xe nha. Ok, khi một con xe vào mang vô cửa hàng của mình, đặc biệt không khởi động được, chúng ta làm để cho nó nổ máy. Còn khi lụp bụp, lúc đấy chúng ta tiến hành báo khách hàng, bởi vì vấn đề chúng ta làm nổ rồi. Có con xe này lụp bụp bị vấn đề, tiếp tục chúng ta báo khách hàng: anh chị, xe của anh chị em đã khởi động được ok, nhưng vấn đề này chưa ok. Anh chị có nhu cầu muốn sửa không hay là chạy đỡ? Nếu ok em sửa luôn. Nếu các bạn nào muốn học ở đây, có một khóa tư vấn vào ban đêm, chăm sóc khách hàng, tư vấn về những ban bận về xe. Đình Tuấn không dám nói giỏi nhưng ok lắm đấy. Đừng bao giờ bảo nhận bảo dưỡng từ A tới Z con xe này. Lấy tiền bảo dưỡng từ khách từ A tới Z. Vừa bảo dưỡng xong 2 ngày tụt kim thì khách hàng người ta không hiểu, người ta lại gọi alo: em mới bảo dưỡng từ A Z ok hết rồi, nhưng xe chị đi 2 ngày lại gặp vấn đề. Làm xong vấn đề nó không hết, lại ngay sau làm không hết, lần thứ 3 nó chửi nó tắt gáo. Đó là quy luật của anh em mình làm nghề, nên cố gắng làm sao giải thích để nói cho khách hàng ok nhất. Đấy, nên bảo dưỡng xe chọn gói nó có hai mặt rất nguy hiểm như con dao đấy, mặt trái mặt phải. Ok, bởi vì khách hàng người ta đã bảo dưỡng từ A tới Z, đã nhận một cái gói từ A mà cho tới Z, nhưng đôi khi lỗi lầm kiểm tra chưa hết hoặc là mình xui rủi lấy xe về chạy khoảng 3 ngày sau, khách hàng lại rất bộ hoặc lụp bụp. Thì lỡ may khách hàng gọi cho mình và mình đi cứu hộ thì không sao, mang vô cái tiệm thằng B hay thằng C hay thằng D, nó lại đẩy cho vài câu châm dầu vào lửa, thì về nhà khách
người ta thông cảm và hiểu cho mình không sao. Lậu quạng nó mang sang nó đốt tiệm, Điền Toán chứng kiến được vài tiệm như vậy rồi nha. Làm cái nghề này như kiểu làm dâu trăm họ ấy, nó phê lắm nhá. Đấy, hãy cố gắng, tùy theo vùng miền, tùy theo nơi chúng ta đang sinh sống, để nhận một con xe để sửa như thế nào. Chứ đừng bắt chước những thành phố lớn hay là những cái dân lắm tiền, nhà giàu, để rồi chúng ta nhận lại được mấy cái chửi phê lắm. Đặc biệt dây vô phụ nữ, nhiều người ta biết hiểu thì không sao, người ta không biết hiểu chửi như tát nước vào mặt nếu mà dây vào phụ nữ. Đặc biệt đàn bà mà già mà không có chồng, hoặc chồng bỏ, chồng xa, người ta khó chịu nếu các bạn làm con xe không ok, chửi thì nghe hơi bị ghê đấy, ban tiệm luôn, hì hì. Đấy, chứ không phải là đi học chứng liệt kinh doanh về nhà bảo dưỡng từ A tới Z, tùy theo khách hàng người ta có tiền nhiều hay là tiền ít. Đâu phải 10 người khách vô sửa 10 con xe tương tác như nhau, 10 người khách có tiền như nhau, không phải đâu. Khó lắm, làm cái nghề anh em mình khó lắm nhá. Cực kỳ khó. Hãy nhìn khách để nói chuyện, phải để cho người ta hiểu. Và hôm nay làm cái gì, đợt sau làm cái gì, phải cho nó rõ. Đừng vô bảo dưỡng mà chọn gói. Quy luật làm cái xe này rủi ro rất cao. Trước mắt ở đây thì không nổ đâu, lợn quạng ngày mai ngày mốt nó chết. Bơm xăng đi. Bây giờ các bạn vô bảo dưỡng rồi, đo bắp áp bơm xăng ok, 2,5-3 kg ok, ok, ok chưa? Nhưng 3 ngày sau nó chết bơm, đó là bảo dưỡng kiểu gì? Chết vỡ mồm. Đó, lúc đó phải lo mà giải thích. Vừa thay áp bơm xong rồi mấy ngày sau lại chết thêm cái gì nữa, đó là xui nó ập tới, mình không thể nào biết trước được. Đúng không? Ok, khó quá. Đấy, tất cả các bạn mua thiết bị máy móc, tất cả bộ giả lập cái gì, Đình Tuấn xin đáp ứng tất cả anh em có nhu cầu. Chỉ cần các bạn tin tưởng, Đình Tuấn sẽ ship cop tận nơi. Đình Tuấn cũng khổ lắm đây, Mai Khánh ơi, sung sướng gì đâu. Và anh em chờ nguội máy, Đình Tuấn sẽ đề ba lại cái nữa, để chúng ta được kết thúc video chọn gói ở đây. Đình Tuấn cảm ơn tất cả anh em luôn luôn theo dõi và ủng hộ trong suốt thời gian vừa qua nhá. Ok, Tuấn sẽ nổ lại máy để xem có nhiệt độ bao nhiêu rồi. Rồi, 57 độ, ok. Nguyễn Minh Quyết, sao em không thấy anh phát trực tiếp? Các bạn vô bấm theo dõi nhá. Nhớ phải theo dõi, bấm like, Điền Toán thích comment liên tục vào. Thì đương nhiên Điền Toán sẽ live stream lúc nào thì máy các bạn sẽ báo tít tít ngay lúc đấy. Mai Khánh, Điền Toán hỏi, khi mà Điền Toán live stream anh em có nhận được thông báo là trực tiếp không? Rồi, Văn Quyết, cho xin comment bên dưới đi anh em. Khi Đình Tuấn live stream nhiều lúc anh em bảo có người bảo biết và người bảo không biết, thì anh em xin comment bên dưới. Mai Khánh, Mai Khánh có mà, Nguyễn Minh Quyết, Mai Khánh kêu có. Các bạn nhớ bấm vào nút theo dõi nha, đã kết bạn rồi phải có theo dõi. Ok, anh em phải bấm chữ theo dõi vào nhá, thì khi Đình Tuấn live stream thì anh em sẽ nhận được. Sao lại tìm mới ra? Anh em người ta xem được mà bạn, cố gắng lên. Bấm kết bạn rồi thì anh em bấm vô nút theo dõi. Theo dõi nhá. Hay anh ơi, ok. Và chúng ta kích hoạt để nổ lại. Mẹ cái ban gì nữa đây là để không nổ rồi. Rồi đấy, cái ban này này. Đấy, live stream xong chút xíu không để ý nữa, vỡ vẩn, đi hành vỡ mồm.
Đấy, rút chân trống nghiêng ra đấy. Rồi. Đấy, lại hụp này. Đấy. Đúng không? Đấy. Hay chưa? Đấy. Nếu nhiệt độ chê dưới 60 độ C, lúc nãy Điền Tuấn coi máy 57 độ giờ 56 độ lại tiếp tục hụp trên 60 độ nó mới ok nhá. Nhưng chạy không ngọt đâu. Đấy, lại hụp này. Thật sự làm một con xe này bị hụp ga, kiểm tra chỉ có vài bước thì đương nhiên nó phải kết thúc. Đó là quy luật của làm FI nếu các bạn tỉnh táo và biết cách. Có nhiều người hụp ga đi thay áp bơm lại không được, đi thay cái bét phun lại không được. Đấy, không. Tại sao không kiểm tra loại trừ những cái dễ nhất để chúng ta tiến hành đi tìm cái khó nhất. Đấy. Thứ nhất, tại sao cái đồng hồ này các bạn học thì Tuấn tặng, còn anh em nào mua thì Tuấn bán nhá. Cái đơn giản nhất là kẹp cái áp bơm này vào, đo có đủ trên 2 kg không. Ok. Xong rồi, ok, loại trừ áp bơm. Nhiều các bạn đồng hồ chẳng có, nhiều các bạn gọi thì Tuấn phụt tay. Ồ. Nếu anh em dùng tay mà không có đồng hồ này để các bạn bịt trên cái ống áp lực xăng thì cái đó các bạn phải có kinh nghiệm, phải có đồ tay thật ok thì các bạn mới cảm nhận được cái sức ép từ áp bơm phun tới kim và nó chờ ở đầu kim. Đây, nhiều lúc các bạn làm chưa xong mà các bạn bảo em bịt thế này xăng mặn lắm, nó tới hơn 2 kg mà nó rất căng. Anh em tự tưởng tượng thôi, một cái ruột xe nó bơm bao nhiêu ký nổ chát cái lỗ tai, chứ huống chi là cái áp lực xăng. Áp lực xăng này chẳng qua nó không nổ, nó là một cái áp lực nó bung để anh em cảm nhận được trên đôi tay, đúng không? Đấy, nên anh em phải dùng cái đồng hồ giá hạt rẻ, có bao nhiêu đâu mà đắt. Nên anh em hãy cố gắng. Còn làm những con xe này, nếu anh em hiểu rồi thì chuyện bình thường. Đây, anh em nào cần cứ inbox, máy gì cũng có hết. Hướng dẫn sử dụng nhiệt tình. Còn cái máy này máy cửa hàng, anh em dùng máy mới cứ inbox, máy gì cũng có. Chỉ cần anh em cần thì Tuấn sẽ đáp ứng mọi thủ tục cho anh em, kể cả cái EVP này vậy, hư bỏ không cần thiết, cái lỗ này bịt lại luôn, kiếm cái gì bịt cái này lại hoặc tháo cổ hút này ra, hàn chết luôn, hàn nhôm cho nó chết luôn cho nó đẹp, nó chẳng có tác dụng là bao. Đấy, các bạn bịt lại cũng ok. Các bạn muốn làm triệt cái đầu này luôn, cắt sát mang thợ hàn nhôm hàn lại đẹp, bo một bo một cái lắp vào là xong. Còn bình thường không sao, kệ nó. Đình Tuấn ở đây chẳng cần phải cài đọc, cài đặt độc nhất học ga cái thứ gì hết. Chỉ cần mang một con máy vào, nếu mà bị trường hợp như thế này, các bạn nên xóa ma lỗi xong khôi phục ECM. Còn hồi giờ Đình Tuấn chẳng biết bao giờ phải đồng bộ học ga. Làm máy xong phải đồng bộ độc nhất học ga. Đối với Đình Tuấn cái đó chẳng bao giờ phải quan tâm. Nhưng con xe ra phải hết hụp. Đấy. Nếu anh em có cái máy vô chỉ cần xóa lỗi, khôi phục là ECM là xong. Vấn đề còn lại là anh em mình làm chưa chuẩn, và những vấn đề gì hư chúng ta phải biết để thay thế chúng. Thế thôi, một con xe hoàn toàn là hết. Và ở mùng miền thì Tuấn đang ở đây hồi giờ chưa biết cài đặt độ 1, độ 2, độ 3, độ 4 thì luôn, đúng không? Độ 2, độ 3 là chạy không được, độ 1 thì được, đúng không? Nhưng thì Tuấn chẳng cần cài. Ngày xưa trên mạng đang hot rồi cài đặt độ 1, độ 2, độ 3, độ 4 thì Tuấn đang làm ở đây, con xe cứ zin đét cứ vậy mà chơi.
kể cả làm máy xong làm máy xong mà để nổ gan ti ok thì cái quan trọng là phải thằng thợ tiện nó phải tốt. Khi mà bổ cái máy ra, đặc biệt tay rên, thợ tiện người ta ép cái tay rên, các bạn quay nó phải nhẹ và đều, không được sượng. Nhiều thợ tiện chưa đẳng cấp, Đình Tuấn nói luôn, kể cả ở đây nhiều người làm cái tay rên nó nặng như kiểu bó vậy, thì vào thì làm sao cái máy nó thục như này được, đúng không? Nó nhẹ nhàng, cái gì phải nhẹ nhàng. Cái thứ nhất là cái tay rên, cái thứ hai là quả bê tông, thợ tiện nó xoáy cái nòng có ok không, đặt quả bê tông từ lên đỉnh thọc xuống dưới có nhịp nhàng và êm ái không. Nhiều lúc các bạn phải gồng lên sức cái này để đẩy quả bê tông xuống thì làm sao mà nổ gan ti ok được. Và vấn đề anh em lại căn cặp cò xăng và lửa nó lại bóp nữa, thì anh em có đồng bộ trời đi chăng nữa nó vẫn không bao giờ có gan ti. Và có mà đà cài đặt độ cao, độ ông gì thì ông gì thì vẫn không có là gan ti. Muốn có gan ti thì cò xăng và lửa phải ok, và nổ máy trong vòng phải 30 phút cho động cơ nó nhẹ, nó thục, cho nó nhẹ đi cái đã thì mới có gan ti. Đó là quy luật. Bởi vì nhiều thợ tiện người ta không chịu nâng cấp, người ta không chịu học, người ta làm theo cái ba gen xe Jimway Trung Quốc ngày xưa, người ta không bao giờ để ý những dòng xe đời mới. Có nhiều anh em thợ ở quê, thợ tiện người ta chẳng bao giờ học hỏi, cứ đồ cũ vậy người ta làm thì về nhà người ta giết anh em thợ mình, đó là chuyện bình thường. Ok, đúng rồi, nói như ăn dâu dâu gì đây, tay ga xuân dần, đúng rồi, cái gì cũng vậy, nhẹ mới vào chuẩn đấy. Nếu mà không nhẹ vào đau lắm nhá, đau nó bó lắm, đau. Ok. Nhiều thợ có mấy thì sao ăn. Và đôi khi nói đi nói lại, thợ tiện ok rồi mà thợ máy của mình lắp vào không ok thì cũng vứt bỏ. Rất nhiều khi mà bổ cái máy xuống mà lên mất gan ti, rất nhiều nguyên nhân. Nên nhiều lúc anh em gọi cho anh Tuấn bảo anh Tuấn ơi, vào cái xe nó kêu nhưng gan ti vẫn có, em bổ máy em làm máy ok hết rồi, máy êm rồi, không ra khói, nó lại tại sao mất gan ti? Em đã đồng bộ họng ga làm lung tung sù bung hết nhưng tại sao mất gan ti? Thì các bạn hãy từ từ để giải quyết những vấn đề, để kiểm tra cái gen ok, quả bê tông ok. Nếu bót quá các bạn chịu khó nổ máy gan ti, giữ tay ga hoặc tăng ga lên để cho nổ khoảng 30 phút cho tới 1 tiếng, trừ trường hợp thợ tiện người ta làm bị nặng và bót. Ok không? Còn làm máy lên là phải nổ gan ti fit, là phải có gan ti. Nếu thợ tiện chuẩn, căn cặp cò ok, fit là phải nổ. Bởi vì khi khách hàng mang vào, động cơ nó chỉ có kêu thôi, vấn đề gan ti người ta vẫn chạy phà phà. Người ta bảo em ơi kiểm tra cho anh cho chị cái máy này động cơ bị kêu, bị ra khói, bị hao dầu, hao nhớt. Các bạn làm xong thì lại tọa mất gan ti. Thay vì tọa gan ti thì được mua cái máy nổ êm, nhưng xong rồi lại bị cuống cuồng đi bới lung tung, xúc họng ga tá lạ. Xong các bạn gọi cho Đình Tuấn, rất nhiều trường hợp anh em gọi Đình Tuấn bảo em đã xúc rửa họng ga, cài đặt độ cao, xóa lỗi thủ công với không có gan ti, đúng không nào? Còn các bạn nào muốn thắc mắc ở đây, nếu mà sau này đủ học viên đông thì Tuấn bổ tất cả những cái máy xe ga ở đây, lắp vào cho anh em xem luôn. Nếu một ngày nào đấy, nếu anh em tin tưởng qua hết cái dịch này, số lượng học ở đây đông, anh em thích bổ cái máy xe nào ở cửa hàng thì Tuấn cho anh em rớt cái máy xuống và hướng dẫn anh em cách lắp đặt nổ gan ti phà phà. Nếu đủ số lượng thì Tuấn sẽ chơi play hết anh em, rớt máy hack luôn. Chưa? Rớt máy con lít này luôn. Đấy, nếu anh em nào, các bạn học về phun xăng điện tử đã hiểu rồi, làm tất cả ok, các bạn muốn bổ con máy này thì Tuấn bổ ngay, kể cả SH. Chơi đẹp luôn cho anh em luôn, nếu anh em tin tưởng mình. Đấy, nếu đủ số lượng học, các bạn có nhu cầu muốn làm cái máy này bổ ra, hồi giờ các bạn chưa biết bổ, Đình Tuấn chỉ ra bổ và cắt căn cò luôn. Những tất cả những dòng 2 tỷ photo phân khối lớn thì Tuấn không dám dối,
Còn những cái xe mà phun xăng từ lìn phìn từ đời này thì bữa nay ok, có thể xử lý nó nhẹ nhàng. Rồi, xin chào mọi người. Thì Tuấn đã làm phiền tất cả anh em từ bấy giờ xem livestream. Bây giờ thì Tuấn kết thúc livestream để dắt vài con xe này vào nghỉ. Đây. Mai làm con Jeep huyền thoại. Hàng Piaggio đâu lọt tọt về đây con. Không nổ. Cái này FI hay biến sang con nhỉ, tọi hết đồng hồ rồi. Zip zip. Rồi cái này biến sang con, chế hỏa khí. Biến sang con thì lại dễ ok rồi. Biến sang con, zip zip. Zip nhà Tống. Anh em tới đây xe thì bao la, học thì thoải mái đấy. Nhiều lắm. Tám rưỡi rồi, chưa về tắm rửa, chưa ăn cơm. Vợ con chờ nheo nhóc ở nhà. Chồng thì ở đây cứ live stream. Ok. Đây, này làm được ít thiết bị này cho anh em này. Cắt dây tá lại hết. Lung tung bùng hết. Chưa nào được. Làm sáng ngồi chơi không, nên ra trong nhà cho ăn thì có. Sáng không làm được nhà nào luôn. Đúng, thuốc men rồi hết luôn không. Chạy ra gì đâu. Lạy luôn. Nghe thằng Linh nó mới mua con SH này về nhà, nó độ chế rồi. Khổ ghê gớm, chật nhà chật tiệm. Nó mới mua đâu triệu bạc về nhà, nó độ gì đây. Nếu anh em đến với đây thì Tuấn được là ok đấy. Các bạn tới đây chỉ cần thỉnh giáo cả đi cả về cho 10 ngày thì Tuấn bao các bạn xử lý cứng cửa về hệ thống FP là hai gói ngựa ấy. Mua thuốc anh em ơi. Còn bạn nào lại bình luận là chết mua bình sườn nữa. Ok. Chết mua. Thank you.
xe này còn ít lắm anh em ơi. Ở bên tiệm nhà kia gần 10 chiếc nữa. Tính toán để ở nhà bên tiệm 1 10 chiếc nữa cơ. Nha, đây. Attila. Attila huyền thoại của Tiến Tuấn này. Con này 5 triệu anh em. Xe làm gì đi cho nó mát. Tủ áo đâu mang che chứ không Phương. Đây đây. Giờ nuôi rồi đó. Xin chào cả nhà nha. Bye bye. Xin chào tạm biệt. Xin chào anh em nha. Bye bye. Chào nhau cái thì mình chia tay đi. Ok, xin chào tất cả anh em nha. Bye bye.